cảm giác được chuyển qua nhà mới ở thì thích thiệt đó, nhưng mà cứ nghĩ tới cái cảnh ngồi sắp xếp đồ đạc phân chia qua từng phòng này phòng kia ta nó ngán gì đâu luôn à. Cũng may mà Hoa làm việc ở nhà nên là cũng chủ động về mặt thời gian. Được cái là anh xã Hoa cũng chịu khó phụ Hoa mấy cái khoản này lắm mọi người. Nhìn thì đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi chứ hai vợ chồng Hoa dọn dẹp đổ mồ hôi luôn á. Giờ thì Hoa thay thêm cái bộ ráp giường nữa là dọn xong phòng ngủ rồi nè. Đây đây, để Hoa quay sơ cái phòng ngủ của Hoa cho mọi người cùng xem nha. Cái phòng này nó cũng khá là nhỏ, chỉ có cái giường với cái tủ quần áo thôi à. Nhưng mà được cái là có cái view nhìn ra cửa sổ cực kỳ đẹp luôn nha. Hoa mới chuyển nhà, đồ đạc vẫn còn đang bừa bộn nên là chưa có nấu cơm được. Ngoài trời thì đang nắng nóng quá nên là hai vợ chồng Hoa cũng ngại ra đường nên thôi để Hoa lên ráp đặt đồ ăn cho tiện. Trên ráp đang có hẳn một bộ sưu tập giải nhiệt cho mùa nắng nóng này luôn đó mọi người. Ở trên đây đang có chương trình ưu đãi 44k cho đơn hàng 88k áp dụng đến hết ngày 30 tháng 4. Nếu mà có sử dụng dịch vụ của GrabFood thì mọi người nhớ nhập mã mát lạnh 44k để được hưởng ưu đãi nha. Bữa nay thì Hoa ăn mì udon, còn anh xã Hoa thì ăn cơm. Đồ ăn mua về mà nhìn cũng đâu có thua kém gì ở ngoài tiệm đâu đúng không mọi người? Không này mọi người nhìn cái trái trứng lòng đào hấp dẫn ghê chưa? Đây là lần thứ hai mà Hoa ăn mì udon luôn đó mọi người. Lần đầu tiên thì hai vợ chồng Hoa ăn ở Ion nhưng mà lúc đó vừa ăn vừa phải giữ con, ăn vội ăn vàng nên là không thấy ngon gì hết trơn á. Bữa nay thì hai bạn nhỏ đi học rồi nên là hai vợ chồng Hoa ở nhà cũng có thời gian thư thả hơn nên mới cảm nhận được cái vị ngon của cái món này luôn á. Cái phần mì bò udon của Hoa cũng khá là ngon. Cơm của anh xã Hoa thì Hoa không có ăn thử nhưng mà Hoa thấy anh xã Hoa khen ngon quá trời luôn đó mọi người. Trời nắng nóng ngại ra đường thì mọi người cũng lên GrabFood để order đồ về ăn nha.